Thế giới marketing là nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức chúng tôi học được trên các website lớn trên thế giới về marketing và ứng dụng cho thị trường Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với thế giới marketing. Xin chào các bạn, chào mừng toàn thể các bạn đến với thế giới marketing. Và đây là video tiếp theo khi chúng ta nói về chiến lược SEO. Như trong video trước chúng ta nói rằng chiến lược SEO cho mỗi một sản phẩm là khác nhau hoàn toàn. Mình sẽ nói là khác nhau hoàn toàn. Và chúng ta có những tiêu chí phân loại nó. Giống như video trước chúng ta phân loại nó theo cái trang đích chúng ta SEO. Chúng ta có chiến lược SEO trang chủ, chiến lược SEO và danh mục, chiến lược SEO page, chiến lược SEO post. Và nó khác nhau là ưu nhược điểm của nó nhà. Đấy, và áp dụng cho mức độ từ khóa khó dễ vân theo. Chúng ta thống nhất xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta đến với một thứ phổ thông thứ hai, đó là phân loại theo sản phẩm. Sản phẩm ở đây không phải bạn hiểu là một cái giày sản phẩm. Vậy mình ý như là sản phẩm của SEO. Sản phẩm của SEO nó có thể là ba thứ sau đây. Một, đó là dịch vụ. Ví dụ bạn SEO về dịch vụ dịch thuật đi, đó là một cái sản phẩm. Đấy. Đấy, hoặc là dịch vụ SEO được ăn, hoặc là dịch vụ tư vấn bất động sản vân vân, nó kiểu dịch vụ. Hai là sản phẩm vật lý. Đấy, sản phẩm vật lý. Sản phẩm vật lý tức là gì? Tức là những thứ bạn bán như là giày, quần áo, những thứ sờ nắm được. Đấy, là sản phẩm vật lý. Đó là thứ phổ thông thứ hai. Vậy còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba cũng là tin tức. Tại sao mình phân loại này riêng mặc dù dạng tin và dịch vụ là chung, nhưng mình sẽ nói này, dịch vụ và sản phẩm vật lý nó là kiểu chúng ta sell với mục đích là bán hàng tạo ra tiền. Còn cái thằng dạng tin tức này nó lại không sell mục đích đấy, mà mục đích của thằng dạng tin tức ấy, thì nó lại sell với mục đích là chơi AdSense hoặc sell mục đích là bán quảng cáo lấy tiền. Thì hiện tại cái đấy nó vẫn tồn tại như một cái loại sản phẩm khi người ta muốn sell. Đấy, một sản phẩm của SEO nhé. Như vậy thì chúng ta chỉ có ba thể loại này. Đấy, ba thể loại này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xét cái phương án SEO cho từng loại một. Thì đầu tiên chúng ta phải thống nhất thế này. Để SEO một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ hay một cái tin tức lên tốt, thì tất cả những yếu tố mà chúng ta phải xét là cái yếu tố xếp hạng thứ Google cho một website. Thì yếu tố xếp hạng nó bao gồm những cái gì? Chủ yếu đó là nền tảng nội dung, nền tảng backlink hệ thống và nền tảng social. Đi. Đó, chúng ta tinh giản hóa nó. Còn ba cái như này. Ở mới soi những cái thứ chúng ta đang SEO vào ba cái nền tảng chính như này để SEO với mỗi cái chúng ta SEO thì nó có lợi thế là gì? Ví dụ bạn SEO dịch vụ đi thì lợi thế của bạn là nguồn tảng về nội dung. Đấy. Bạn dụ bạn SEO một cái dịch vụ như là dịch vụ muối mi đi, uống mi chẳng hạn. Đấy, thì nền tảng của bạn về nội dung cực kỳ tốt luôn. Đấy, nền tảng cực kỳ tốt về nội dung và chỉ thiên về mặt nội dung thôi. Ví dụ bạn SEO dịch vụ dịch thuật cũng thôi. Nền tảng của bạn, thế mạnh của bạn là nội dung. Thế thì bây giờ chúng ta mới nói đây. Khi chúng ta sell một cái sản phẩm vật lý thì nền tảng thế mạnh của nó là gì? Đấy, sản phẩm vật lý bản thân mô tả một sản phẩm vật lý gần như là giống nhau. Ví dụ bây giờ một ông bán một cái sản phẩm trần nhôm đi thì bao nhiêu mã trần nhôm vân vân là giống nhau. Ví dụ một ông bây giờ đi bán một cái sản phẩm giống như là cái máy quay đi, máy quay phim, máy chụp ảnh vân vân, thì mô tả của những cái máy quay phim dụ Canon 60D, Canon 6D, 5D Mark II vân vân, nó là giống nhau. Thì mô tả là giống nhau. Nhiều người lo lắng rằng khi mà làm nội dung như vậy nhiều thì Google nó sẽ đánh giá là đắt như cái content. Đấy, thật ra thì Google không đánh giá đấy dựa trên nền tảng sản phẩm. Đó. Thì chúng ta nói này, sản phẩm vật lý so với thằng dịch vụ ở trên mà so với thằng tin tức ở trên là nó hoàn toàn đuối về content. Chúng ta có thể giải thích rằng chúng ta có những mục tư vấn vân vân, ví dụ bạn bán giày, bạn mục tư vấn chọn giày rồi chọn trang phục rồi mở thống thêm những cái tư vấn ngành ngang ngành dọc của nó mở rộng mắt level lên thành thường trang chẳng hạn đi. Nhưng xét mối tương quan với thằng trên thằng dưới thì nền tảng của nó lại cực kỳ yếu về nội dung, mà nó yếu về nội dung nên thông thường nó sẽ bắt buộc phải sử dụng hai thằng còn lại. Đấy, sử dụng hai thằng còn lại. Mặc dù mình nói thật là rất nhiều người đứng tốt từ khóa thời trang vân vân,
ý là áo sơ mi các thứ tùy là sản phẩm đi và sale theo hình thức dựa trên content, nhưng chúng ta sẽ nói cái đấy khi nó phân sâu. Thứ ba là nền tảng tin tức. Nền tảng tin tức nó còn mạnh hơn cả nền tảng dịch vụ, tức là nó cũng là một nền tảng mạnh dựa vào nội dung. Như vậy thì khi mà phân tích này xong ấy, thì chúng ta mới nhận thấy rằng những điểm yếu và điểm mạnh, và khi mà chúng ta tập trung ở đâu khi chúng ta ad sell cho những cái thằng này đấy. Thì lý do là mình chỉ muốn nói với bạn là cơ bản khi phân tích một cái gì đó thì chúng ta chỉ cần soi vào nền tảng nội dung đấy của nó, thì chúng ta biết là à chúng ta sẽ tập trung vào biết nó mạnh hay là chúng ta tập trung vào nền tảng hệ thống backlink của nó đấy. Thì trong video tiếp theo mình sẽ phân tích từng thằng này một. Xin hãy cảm ơn các bạn.